Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube Phi Hoa Chinh Phục Nhật Bản. Là một người mẹ có hai con nhỏ và đang nuôi con ở Nhật, Hoa nhận được rất nhiều câu hỏi và sự quan tâm của các bạn, đặc biệt là những người mẹ ở Việt Nam rằng là mẹ Nhật nuôi con như thế nào nhỉ? Có những điều gì hay mà Hoa có thể học tập được? Hôm nay Hoa sẽ chia sẻ với các bạn về cái góc nhìn cá nhân của Hoa về những điều mà Hoa thấy rằng là các mẹ Nhật rất là tuyệt vời thông qua một cái lần mà Hoa đã cùng con và các mẹ Nhật đi chơi với nhau. Các bạn hãy xem video này để xem cái góc nhìn của Hoa có giống với mọi người không nhé. Thứ nhất, Hoa thấy các mẹ Nhật chơi với con rất là hăng, rất là hòa nhập với các hoạt động vui chơi của con. Lần đó thì Hoa đi chơi với khoảng 4 năm mẹ cùng với 4 năm bé luôn. Các bé thì bằng tuổi kên nhà Hoa, khoảng 5-6 tuổi. Và Hoa thấy rằng các mẹ rất là nhiệt tình chơi với con. Từ chơi nhảy dây này, từ chơi trốn tìm này, đuổi bắt này, hay là ngồi một chỗ để tô màu hay là để làm cái gì đó, các mẹ đều rất là nhiệt tình. Đôi khi Hoa cảm thấy rằng là mình nhìn như vậy mình chưa đủ nhiệt tình, bởi vì khi mà con mình chạy nhảy hay là chơi, đôi khi mình có vẻ mệt, mình chỉ muốn ngồi quan sát và trông con thôi. Nhưng mà các mẹ thì chơi với con và như là những người bạn ấy, Hoa thấy rằng đây là một điểm vô cùng là đáng học hỏi. Đặc điểm thứ hai của các mẹ Nhật mà Hoa rất là thích đó là việc họ rất tôn trọng con khi nói chuyện. Đặc biệt khi mà các bé còn nhỏ ấy, Hoa thấy là các mẹ ấy thường thứ nhất là ngồi xuống để đặt cái tầm nhìn của mình vừa với ánh mắt của con này, giải thích với con, thuyết minh với con, chứ không có những cái cách nói chuyện kiểu cưỡng chế, áp đặt con. Hoa đi chơi với các bé và khi mà các bé chơi trốn tìm, các mẹ và các bé kiểu như là không hài lòng về một cái luật nào đó và bạn này bạn ấy phá luật, bạn ấy không chơi hay là gì đấy, cái người mẹ đấy nhìn vào mắt bạn ấy và giải thích cho bạn ấy về luật này, hỏi ý kiến của bạn ấy này, hỏi xem bạn ấy nghĩ như thế là đúng hay sai này, để cho bạn ấy tự nhìn nhận, tự quan sát và tự đưa ra cái ý kiến cá nhân của mình. Hoa thấy rằng để làm được việc này nó cần rất nhiều thời gian và cần các mẹ phải thật là kiên nhẫn. Đối với các mẹ Việt Nam của chúng ta hay là đối với ngay bản thân Hoa cũng thôi, nhiều khi mà mình giải thích cho con mình mà mãi mà không hiểu, mãi mà bé vẫn khăng khăng, vẫn kiểu waga mama ích kỷ ấy, thì bình thường mình không chịu được, mình lại quát, mình lại áp đặt. Tuy nhiên là theo những cái quan sát của Hoa, đối với các bé mà bạn học của con Hoa thì các mẹ đều rất là kiên nhẫn, và vì thế là một điểm mà Hoa thấy rất đáng học hỏi. Điều thứ ba đó là đầu tư cho con chơi thể thao. Đây là điều của các mẹ, các cái bạn mẹ Nhật mà Hoa chơi với, Hoa rất là ngưỡng mộ. Đó là họ rất là quan tâm đến thể thao, đến giáo dục thể chất của con, chứ không phải là chỉ giáo dục cái đầu, chỉ làm sao cho học cho nó giỏi, chỉ làm sao luyện tiếng Anh cho thật tốt, mà họ muốn con mình phát triển toàn bộ hơn, thoải mái hơn. Và họ cũng hiểu rằng là cái việc rèn luyện sức khỏe cho trẻ, để cho trẻ trải nghiệm với môi trường, để cho trẻ chịu lạnh, để cho trẻ biết bơi, để cho trẻ tập chạy là những cái điều vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên là khi mà Hoa nói chuyện với mẹ bạn của Ken ấy, thì rất là ngưỡng mộ vì chị này chị cho con đi học bơi từ lúc 6 tháng tuổi và cùng với con bơi luôn ở trong bể bơi này, rồi đồng hành với bé, và bây giờ bé mới có 5 tuổi thôi mà đã bơi được vài vòng quanh bể bơi, mà bể bơi thì rất là dài, rất là xa. Thì Hoa thấy rằng ấy, cái việc mà giáo dục thể chất cho con, đồng hành cùng với con để con hiểu rằng có sức khỏe là có tất cả, là một cái điều mà các bố mẹ, các bậc phụ huynh của Việt Nam chúng ta còn thiếu. Và ngay bản thân Hoa thì Hoa cũng thấy rằng mình chưa thể có cái sự quyết liệt, sự hăng hái để có thể đồng hành cùng con, để giúp con có thể vận động được. Các bạn thấy không? Vì mặt bằng chung các bà mẹ Nhật thường để cho con tự lập, thường để cho con phát triển thể chất rất là tốt. Vì vậy cho nên là trẻ con ở Nhật ý cũng rất là ít ốm, rất là khỏe mạnh. Thường là ít bị bệnh béo phì và tự lập. Hoa thấy rằng là có giỏi thể thao, có tự lập thì sau này lớn lên ý, thì sẽ làm được những cái con người tốt, chứ chưa chắc là học giỏi đã tốt đâu. Điều thứ tư đó là họ rất quan tâm đến bạn của con mình. Hoa nghĩ rằng việc mà chúng ta nuôi con và chúng ta chơi với các bạn của con, chơi với gia đình của các bạn của con cũng là một điều mà bố mẹ Việt Nam cũng rất là cố gắng. Và Hoa cũng nhận thấy rằng các mẹ Nhật ý, họ rất là quan tâm đến con mình. Khi mà Hoa đi chơi với họ ấy, chẳng hiểu thế nào, mình thì mình còn không nhớ hết tên họ, không nhớ hết tên con của bạn của con mình đâu. Thế mà họ nhớ bạn của Ken, họ nhớ em của Ken, họ nhớ là em của Ken thích cái gì, ăn cái gì, vẽ cái gì, hôm trước ở trường có sự kiện như thế nào, hay là bố mẹ của Ken làm gì, vân vân và vân vân. Thì Hoa thấy rằng cái việc mà quan tâm đến bạn của con
quan tâm đến gia đình bạn của con là một cái yếu tố mà giúp cho con của họ có thể hòa đồng nhiều hơn, và giúp cho các bé thể hiện được cái sự học được và hiểu được cái việc là mình quan tâm người khác, mình chia sẻ các vấn đề của người khác. Hoa thấy đây là một điểm rất là đáng để học hỏi. Ở video này, Hoa đã chia sẻ với các bạn 4 cái góc nhìn mà Hoa thấy rằng rất đáng học mẹ Nhật. Hoa rất là thích các mẹ Nhật như thế luôn. Mẹ Nhật nuôi con ở tuổi mầm non, ở tuổi cấp 1 thì vô cùng tốt. Và Hoa thấy rằng bản thân Hoa học được rất là nhiều từ họ. Tuy nhiên, mỗi một xã hội nó cũng có những cái đặc thù khác nhau. Ví dụ như là người Nhật ý, thì thường người ta sẽ tự lập, tự chủ từ sớm. Vì vậy cho nên khi mà trẻ lên đến cấp 2, cấp 3 thì thường ít giao tiếp với gia đình, ít chia sẻ với gia đình, và cái quan hệ giữa gia đình nó có vẻ nó lạnh nhạt hơn người Việt Nam. Đây là cái điều mà Hoa cảm thấy là hơi đáng tiếc. Nhưng mà nếu như chúng ta học tập được ở mẹ Nhật, trong cái giai đoạn mầm non, họ có thể hy sinh vì con mình, trải nghiệm thời gian với con, chơi với bạn của con, làm bento cho con rất là đẹp ý. Thì Hoa thấy rằng chúng ta và con cái sẽ có những cái thời gian quý báu với nhau, và giúp bé có một tuổi thơ vô cùng đẹp, được yêu thương và được trải nghiệm. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về mẹ Nhật các bạn nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy comment, đăng ký kênh để xem video mới của Hoa vào mỗi tối thứ 6 nhé.